Để kỷ niệm 175 năm ngày ra đời thì mới đây, một công ty đường sắt ở Thụy Sĩ đã lập kỷ lục chuyến tàu chở khách dài nhất trên thế giới. Và chuyến tàu mang tên Capricorn này thì gồm 100 toa, dài 1.910 mét và nặng 2.990 tấn. Tàu chạy dọc trên tuyến Ambula từ ga Phrida đến Thusis dài 25 km trong gần 1 giờ. Đây là một trong những tuyến đường sắt có phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008. Trên hành trình lập kỷ lục thế giới, con tàu đã xuyên qua 22 đường hầm, trong đó có một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi, qua 48 cây cầu, gồm cả cầu cạn Landwasser. Đông đảo người dân đã xếp hàng dài trong thung lũng để ngắm nhìn đoàn tàu dài nhất chạy qua dãy Alper. Một điểm đặc biệt nữa trong hành trình xác lập kỷ lục là chuyến tàu Capricorn được vận hành trên tuyến đường sắt khổ hẹp. Không giống hầu hết các tuyến đường sắt của Thụy Sĩ và châu Âu sử dụng đường ray khổ tiêu chuẩn là 1,435 mét, đường ray của Capricorn chỉ có kích thước 1 mét. Công ty đường sắt Reason hy vọng có thêm nhiều du khách sẽ tham gia trải nghiệm trên hành trình này trong thời gian tới.